Thôi, được rồi, bây giờ thành game được rồi. Đệ 7单元, 交流文化. Đệ 19课, 家乡的萝卜饼. 1听力, 第一部分. Đệ 1到 6题, 请选出正确答案. 现在开始第一题. 1. 怎么你今天吃的这么少? 是不是这些菜不合你的口味? 这两天有点不舒服，没什么胃口。 难的是什么意思? 这香肠的颜色怎么这样? 是不是有点问题? 放在冰箱里就忘了，你赶紧看看生产日期吧。 男的觉得香肠怎么了? 三。 欢迎光临，对不起，现在没位子了。您在这儿坐下等一会儿可以吗？ 这儿准备了点心和茶水，您先用一点儿。哦，谢谢。我下午跟你们订过一个包间，你查一下李先生的预定有没有。 男的现在最可能在哪儿？ 四，这萝卜饼的饼皮薄得跟纸似的，萝卜颜色红红绿绿的，真好看。怎么样，好吃吧？这饼可是我们家乡的特色美食。关于萝卜饼，可以知道什么？ 5。半年不见，你比以前苗条多了，怎么，最近减肥呢？ 我比以前瘦了吗? 我这几个月一直在健身，看来真有效果。 关于女的，下列哪项正确？ 6。星期六下午有个聚会，给丽丽过生日，你一定要去啊。我晚点过去，行吗？下午正好有培训课，你们几点开始？ 星期六，女的希望男的做什么？ Rồi, tiếp theo nào. Châu làm được không Châu ơi? Dạ được. Thế nào? Ừ. Chứ mà thiên chứ tờ chứ mà xảo. Chứ bố sư. Chẩm mơ nì chứ. Chẩm mơ. Chẩm mơ. Nì chín thiên. Chẩm mơ nì. Chẩm mơ nì chín thiên. Chứ tờ chứ mà xảo. Chứ bố sư. 这些菜不合你的口味，这两天有点不舒服，没什么口味，胃口。<笑> sao hôm nay bạn ăn ít vậy? Có phải là thức ăn không hợp khẩu vị không? Hai hôm nay có chút khó chịu. Không có khẩu vị. Nản tờ sư sở mơ y sư. Người nam có ý gì? Đã ăn sư si. Bù sẵn chư tung gì?
không muốn ăn, không muốn ăn đồ. Chờ xiang chẳng tờ yến sơ chờ mơ chờ giang sư bú sư yếu điểm phân thí. Tàn sai yên sang lý chiêu quang lọ. Nhi cảng, nhi cảng chinh. Cảng chinh. Khăn khăn, cảng chinh. Khăn khăn. Sơn chẳng sư chi ba. Màu sắc của lạp xưởng sao lại như vậy? Có phải là có vấn đề rồi không? Để trong tủ lạnh thì quên luôn. Bạn mau xem hạn sử dụng đi. Nản tờ xuế tờ xiang chẳng chờ mơ lớp. Người nam cảm thấy lạp xưởng như thế nào? Tại ACP khờ nẫn cua chỉ là có thể là hết hạn sử dụng rồi. Quá chi rồi. Quá chi. Hoan nghênh quang lĩnh. Đi phụ chỉ. Xin xài mấy quê xử lợ. Nhìn xài chơ. Chua xa tầng ý quê. Khở gì mà. Chơ chuẩn bê lợ. Tỉnh xin. Chả sợi. Nhìn xin dung điện. Xin xin. 我下午跟你们订过一个抱歉, 你查一下李先生的预定有没有? Hoan nghênh ghé thăm. Bây giờ hết chỗ rồi. Ông ngồi đây đợi một chút có được không? Ở đây có chuẩn bị điểm tâm và trà. Mời ông dùng một chút. Cảm ơn. Buổi chiều tôi và mọi người có đặt trước một phòng. Bạn kiểm tra xem phòng ông Lý đặt có không? Nãn thờ xin sai suy khở nẫn sai nạ. Người nam bây giờ có khả năng là ở đâu? Đã xưa đi phan quản nhà ăn. Chờ lũa phô phỉnh tờ phỉnh phỉ bảo tờ cân chữ sư tờ lúa bùa yến sơ hùng hùng lươi lươi tờ chân hảo khăn chân mê yang hảo chư mà hảo chư ba chơ phỉnh khở sư của mình cha xăng tờ thư sư mê sứ vỏ bánh củ cải mỏng như giấy màu hồng xanh thật là đẹp. Thế nào? Ăn hào chư ba, ăn ngon không? Đây là món bánh quê hương đặc biệt hay là đặc sản ha? Đặc biệt của quê hương chúng ta đó. Của quê hương chúng ta. Dạ. Quan yu lúa bùa phiện khở gì chứ tao sợ mơ. Về bánh củ cải có thể biết được điều gì? Tan sư sư si. Nán đờ đi tha hứng xú xì. Người nam đó với nó rất là quen thuộc. Em quên đọc đáp án. Ba nín bú chên, nì bì ý chén miếu thẻo tua lọ. Chờ mơ, chê chên chén thấy nà. Wò bì ý chén sâu lọ mà. Wò chơ. 几个月一直在健身, 看来真有效果. Nửa năm không gặp, bạn thon thả hơn trước rất là nhiều. Thế nào lúc này gần đây giảm cân à? Ta có gầy hơn lúc trước sao? Mấy tháng này luôn luyện tập, xem ra là có hiệu quả rồi. Về người nữ, điều nào sau đây là đúng? Tại sư sư bi chi chẳng chuyển sang thường xuyên luyện tập. Ê, cái cậu sáo nó nằm ở bên trên đây không có thấy ha. Thứ sáu下午. Alo.
Alo, Châu, đâu đây em? Dạ, em chạm nhầm. Alo. À rồi, đâu đi. À, trên chi liêu, sao ủ dầu cơ chủ khuê. Kể lì lì qua sân sư, nì ý tiên giao chuy à. Của quản điện qua chuy. Nà, xin mà. Sao ủ chân hảo. Khăn. Dầu. Dầu thấy xuyên bản. Ai yêu học phải xin cửa. Được học dưỡng. Nghỉ mận chỉ điện khai sử. À, thứ sáu này có tổ chức sinh nhật cho Lệ Lệ. À, bạn nhất định phải đi đó. À, buổi tối. Tôi đến muộn. Trễ một chút. À, tôi đến muộn một chút có được không? À, vừa đúng lúc. Thầy ơi, chữ này nó nằm bên trang đây đó. Em tử thôi là hết rồi, không có dịch cái chữ này nè. Thầy xuyên khơ là gì? Thầy xuyên tức là bồi dưỡng. À, buổi chiều vừa lớp ai bồi dưỡng tập huấn lớp bồi dưỡng. Mọi người mấy giờ thì bắt đầu? Xin chi liêu nữ tờ chi hoa nản tờ chua sầm mơ. Buổi thứ tối thứ sáu người nữ mong người có thể làm gì? Vậy. À thứ đi tham gia lễ hội. Rồi, xem phần 2 nào. Đi 2 bộ phận. Đi 7 到 14 题, 请选出正确答案. 现在开始第7题. 7. 我看见琳琳又在吃零食了。你少给他买点这些东西吧。我不是答应他考试成绩好可以满足他一个要求吗？这算什么要求？你也不能不讲原则呀。油炸食品不健康，这个我懂，少吃一点就行了。他们主要在谈什么问题？八。服务员，给我们推荐几个你们这儿的特色菜吧。我们这儿是川菜馆，麻婆豆腐，来的客人基本上都会点。好，来一个。您喜欢海鲜吗？今天的干烧黄鱼是特价。根据对话，下列哪项正确？九。奶奶，超市里的有机蔬菜是无污染的绿色食品，卖得可好了。就是价钱比肉还贵。现在人们都追求健康，不是每天大鱼大肉才是吃得好了。那倒是，现在很多人得了富贵病，还不是吃得太好了。根据对话，女的同意哪种看法？十，我做了些点心，你尝尝看。味道真不错，很好吃。跟谁学的？这是我们家乡的特产，过年回家时奶奶教我做的。怪不得我从来都没吃过呢。关于这种点心，可以知道什么？第十一到十二题是根据下面一段对话。我教你啊，把肉切丝，辣椒、土豆也都一样，炒的时候少放酱油。是想清淡点吗？咸淡自己根据口味，主要是做出来颜色漂亮。那加点胡萝卜丝不就更好看了？
那是当然，不过有人不喜欢那味道。我没问题，营养丰富更重要。十一，男的让女的怎么做这个菜？十二，做菜时，女的更看重什么？第十三到十四题是根据下面一段话。提起新疆的吐鲁番，就不得不说葡萄，这里为什么会生长出这么好吃的葡萄呢？原来这与当地的气候有很大的关系。这里气候干燥，晴天多，阴天少，再加上纬度比较高，夏季日照时间长，日照强度大，可以让葡萄进行长时间的光合作用，以制造出大量的有机物质和糖分。而到了晚上，气温降得很低，植物的呼吸作用减弱，这样就减少了养分的损失，所以果实中能够积累大量的营养物质，不但个儿长得大，而且十分甜美。十三，根据这段话，吐鲁番的葡萄好吃跟什么有很大关系？十四，根据这段话，晚上气温低，可以使葡萄怎么样？好，mời bạn, mời bạn Thái đó. Thái ơi. Em đọc ạ. Dạ, em đọc ạ. Chi.我看见李李又在吃零食了，你少给他买点这些东西吧。我不是答应他考试成绩好可以满足他一个要求吗？这算什么要求？你也不能不讲原则。原则啊，油炸食品不健康，这个我懂，少吃一点就行了。他主要在谈什么问题？他们在谈主要在谈什么问题？tôi lại thấy Lâm Lâm lại ăn đồ ăn vặt rồi. Anh ít mua những cái thứ này cho nó ăn đi. Tôi không phải là đáp ứng đã đồng ý cho là sẽ mua cho sẽ đáp ứng một cái yêu cầu của con nếu mà thành tích thi tốt sao cái này tính là yêu cầu gì anh không thể không nói nguyên tắc được những cái thực phẩm trên dán thì không tốt cho sức khỏe không quan tâm đến nguyên không thể không để nguyên tắc quan tâm anh không thể không để nguyên tắc được những cái thực phẩm chiên dầu như này không tốt cho sức khỏe, cái này tôi biết ăn một ít là được họ đang nói đến vấn đề gì ạ? An sư bi, hái tử, cai bù cai chưa lính sứ trẻ con có lên ăn vặt không? À, tiến để của mình thay chiên chỉ cơ nỉ mân cho tờ tựa sơ thai ba của mình cho sư chuan thai quản ma bố tâu phu lái tờ khờ đọc đọc sách mấy chuyện em alo rồi của mình cho sư chuan sai đi quả mà bố tổ phụ lái tờ khờ rấn chi bẩn sang tâu hơi điện hảo lái cơ nì xỉ hoan hải xiên ma chinh thiên can sao
黄鱼是特价，根据对话下列哪项正确？正确，服务，có món ăn gì đặc sắc có thể tiến cử không? Chúng tôi là nhà hàng Tứ Xuyên, có đậu phụ, ma bà. Những người khách đến thì đều, cơ bản thì đều gọi món này. Được, cho tôi một phần. Bạn có, ngài có thích hải sản không? Hôm nay chúng tôi có cá vàng khô là món là có giá đặc biệt. Căn cứ đoạn đối thoại thì cái hạng mục nào ở dưới là chính xác? Đã ăn sư pi nán đờ mấy điện đậu phụ, người nam không gọi đậu phụ ạ. Cái can sao là tức là rán khô. Rán khô. Ở chợ nải nai, chào sư lì hiểu. Chào sư lì tờ hiểu chi su chai sư u rạn. Vũ ưu rạn tờ lưu sơ sử phịt mai đứa khớ hảo là cho sư gia chiến bị râu hải quầy xin tại rừng mân tâu chơi chiếu chiên khang ủ sư mấy thiên ta yu ta râu chai chư đứa khớ chư đứa hảo là nà tả sư xin tại hẳn tùa rừng đứa tờ phụ quê bình hải phụ sư chư đứa thai hảo là cân duy tươi hoa nữ tờ thấu y nạ ná chủng khăn phả. Bà ơi, ở siêu thị này có một cái hàng, có hàng rau là thực phẩm xanh không ô nhiễm, bán rất là tốt. Cái giá tiền này so với thịt còn quý, còn đắt hơn. Chứ sự chỉ có là giá tiền thì đắt hơn cả thịt. Giá tiền đắt hơn cả thịt. Hiện tại mọi người đều theo đuổi sức khỏe. Không phải là ngày ngày đều cá to thịt lớn thì là tốt. Na tả sư thì dịch gì cho đúng không thầy? Đúng như vậy. Đúng như vậy. Hiện tại mọi người đều cái mắc bệnh người giàu, mắc bệnh người giàu chắc là vì đã ăn quá tốt rồi. Căn cứ cái đoạn hội thoại này thì người nữ có đồng ý với cái ý kiến nào? Đã ăn sư si ta yu ta râu u chiên khang. Thịt cá thì không tốt cho sức khỏe. Chứ của tua là chia tiền xin thì chẳng chẳng khan. Vậy tao chân bù xua, hẳn hảo chư. Cân sấy sấy là sấy đợ. Của... 这是我们家乡的特产，过年回家的时奶奶叫我做的。 còn ở dưới nữa ông thầy, để kéo giúp em. Đây，怪不得我从来没吃过呢。关于这种点心，可以知道什么？ Tôi làm một chút điểm tâm, bạn thử một, bạn nếm thử một chút. Mùi vị thật là không tồi. Rất là ngon. Bạn học của ai vậy? Đây là cái đặc sản của quê tôi. Năm mới Tết đến về nhà thì tôi học của bà nội. Không trách được là tôi chưa ăn bao giờ. Đối với cái loại điểm tâm này thì có thể biết thông tin là đã ăn xưa. Si, chưa đi, nán đỡ, ý chiến, chưa qua. Đúng không nhỉ? Người nam ngày trước đã từng ăn rồi. Năm qua. Sư y. Của chào nỉ à, bà râu chia sư, la chào, thủ đâu ye, đâu ý an, chào đờ sư hâu, xào phang, chàng yếu. 是想进坛一点吗? 盐坛自己根据口味主要是做出来颜色漂亮 那加点胡萝卜丝不是更好看了吗? 不好看,更好看了 那是当然,不过有人不喜欢那味道 我没问题,营养
phong phú cân trung giao. Tôi dạy bạn đem thịt cắt thành cắt sợi, cắt thành cắt nhỏ, ớt, khoai tây cũng như vậy. Khi xào thì cho một chút nước tương. Muốn làm nhạt. Cái này dịch là nhạt đấy không thầy? Trinh thán. Làm nhạt một chút được không? Mặn nhạt là căn cứ vào khẩu vị của bản thân, chủ yếu là làm cho màu sắc đẹp một chút. Vậy thì cho thêm một chút cà rốt vào sợi có thì càng đẹp hơn. Đương nhiên rồi, nhưng mà nhiều một số người thì không thích cái vị này. Tôi không có vấn đề gì. Dinh dưỡng phong phú càng quan trọng hơn. Rồi nán tờ rang nữ tờ sơ mơ chua tờ chơ cơ thai. Người nam khiến muốn người nữ là làm cái món này như thế nào? Tờ an sư A, râu khớ, thai chia chấm sư. Thịt và rau thì cắt thành sợi. Thứ hai, dưa thai sứ, nữ tờ cân than chung sơ mơ. Khi làm đồ ăn thì người nữ càng quan trọng vấn đề gì? Đã ăn sơ đi, tính giảm, dinh dưỡng. Tính giảm. Tính chỉ, xin giang. Tính chỉ, xin giang tờ thú lũ, phụ lũ phan, chơ bú tớ bú xua bú tháo, chơ lý vây sở mơ hơi sinh trưởng chu chơ mơ hảo chư tờ bú tháo nơ, nguyên lái, ủy. Châu ủy đang đi tờ phú thảo nơ. Nguyên lái châu ủy đang đi tờ chi hâu yếu hẳn ta tờ quan xị. Chơ lý chi hâu can tạo chính thiên tùa ở yên thiên xảo. Tại cha sang vấy đủ vị giao cao. Xa chi rư trao sứ xiên. Xa chi rư trao sứ xiên tráng. Rư trao chàng tu ta có ý rằng phú thảo chinh xính chàng sứ chen tờ quang hứa dô dung ý tư trao chu ta liang tờ yếu xì u chư hớ thắng phân ở tao lờ quả sang chi quân chàng tờ hẳn đi chú u tờ hù xì dung dô dung giảm lùa, như vậy sẽ giảm thiểu lơ dưỡng phân đờ chuẩn sư, vậy, tôi là trung, năng cầu chi lê, tôi là trung, năng cầu, tôi là, vậy tôi là trung, năng cầu chi lê đa lượng đờ dưỡng dưỡng vật chất, đa lượng đờ dưỡng dưỡng vật chất. Đa lượng đờ dưỡng 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 vũ trư vũ cơ vũ tan cơ vũ tan cơ tráng đỡ ta ở trẻ sứ phân thiến mệ. Nói đến vũ tạo cái này dịch không ra tiếng Việt thơ ban nói đến thơ ban ở Tân Cương. Ở Tân Cương thì không nói thì không nói đến nho. Tại sao nho ở đây lại phát triển tốt như vậy, như ngon như vậy? Lý do là vì lý do cùng với cái khí hậu ở đây có cái quan hệ rất là lớn. Ở đây thì khí hậu khô, ngày nắng nhiều, ngày râm ít, lại thêm với vĩ độ khá là cao. Mùa hạ thì thời gian mùa hạ dài, độ chiếu sáng của mặt trời cũng lớn, có thể khiến nho có thời gian quang hợp dài, có thể chế tạo ra lượng lớn đường và các vật chất là chi u chư là gì vậy? Các chất hữu cơ. Hiểu chi chất hữu cơ.
có thể tạo ra lượng lớn chất hữu cơ và đường. Đến buổi tối thì nhiệt độ giảm rất là thấp, hô hấp của thực vật sẽ bị giảm thiểu. Như vậy thì sẽ giảm thiểu được những cái tổn thất của dinh dưỡng. Cho nên là trong hoa quả. Thực tế thì cho nên hoa quả có thể tích lũy được nhiều dinh dưỡng. Không thì cứ lớn lệ kinh tan cơ sở. Không chỉ cái thân nó phát triển lớn lên mà vô cùng đẹp. Không chỉ cơ rất là cái dáng người dáng tứ tạo, cái thân phát triển to mà vô cùng không đẹp. Không chỉ thân phát triển to mà còn rất là đẹp. Cân truy cho toàn hoa phú phan tờ phú tháo hảo chứ cân sở mô dấu hận ta quan trị. Căn cứ cái đoạn văn này thì bộ thì nho ở của phan thơ phan của phan ngon cùng cái gì có liên quan đến cái gì đã ăn sư ấy chi hậu khí hậu ạ. Thứ tư, căn cứ cho toàn hoa quản sang chi quân đi có thể biên có thể sử phú tháo tầm bơ yang. Căn cứ hội thoại thì buổi đêm khi mà nhiệt độ giảm thấp thì có thể khiến nho như thế nào. Đã an sư si chán xảo giảm phân sửng sư có thể giảm cái việc tổn thất dinh dưỡng. Rồi, tiếp theo. Mời thầy Nhật ạ. Ô, từ chạy nhanh quá. Nhật là đọc phần nào vậy? Nhật là 23, 28, không phải. Rồi, phần dễ tú là 15 đến 18 ký. Mời chị Vân rồi, phải dễ chị Mai rồi. Mai ơi. Ủa nè. Hiểu gì? Cho là nhầm là Vân. Bái chai. Bái chai. Bái chai sư... Bái chai sư sư tư hoa cơ đỏ sư chai. 原产于中国北方后引种南方直到十九世纪才传入日本和欧美白菜在中国的占种历史非常悠久早在三国时期的五路中就有陆逊追人种豆松这样的内容松脂的 松脂的就是白菜，不过到了隋唐之后，白菜的种植才得到大面积推广。白菜耐保存，中国人特别是北方人对白菜有特殊的感情，在经济困难时期。 白菜是他们整个冬季的主要蔬菜，一个家庭往往需要购买数百斤白菜以度过漫长的冬季。因此，白菜在中国，白菜在中国就有了炖炒啊，炒啊，炒，炖、炒、腌、拌等各种做法。冬季最低温度为零下5度左右时，白菜仍然可以在室外存放过冬。
外部液质干燥后可以可以为内部保温。白菜不仅含有丰富维生素、蛋白质等营养成分，还具有一定的药用价值。俗话说，鱼生火，肉生痰，白菜土豆保平安。củ cải trắng là cái loại rau củ thuộc họ cây mù tạt, vốn có nguồn gốc ở phương Bắc Trung Quốc, sau này thì được trồng ở phương Nam và đến thế kỷ 19 mới du nhập vào Nhật Bản và các nước và châu Âu, châu Mỹ. Củ cải trắng thì cái lịch sử trồng trọt củ cải trắng ở Trung Quốc thì rất là lâu đời. Từ sớm trong sử sách nước Ngô thời kỳ Tam Quốc đã có nội dung như sau, là Lỗ Tấn đã thúc giục mọi người trồng cây đậu, trồng cây củ cải trắng. Sung ở đây chính là chỉ cây củ cải trắng. Tuy nhiên thì sau thời kỳ, sau các triều đại tùy và đường, thì cái sự trồng trọt củ cải trắng mới đạt được mới mở rộng về diện tích lớn. Từ cái trồng trọt mới mở rộng cái diện tích trồng trọt lớn. Củ cải trắng thì nài củ cải nài đây thì có thể nén hoặc là để. Củ cải trắng thì có thể nén để bảo giữ. Củ cải trắng thì có thể nén để bảo giữ để cất giữ. Củ cải trắng thì có thể nén để cất giữ. Người Trung Quốc, đặc biệt là người phương Nam thì có một cái tình cảm đặc biệt đối với củ cải trắng. Vào cái thời gian khó khăn về kinh tế, củ cải trắng chính là cái món rau chủ yếu trong cả một mùa đông của họ. Một gia đình thì luôn luôn cần phải mua vài trăm cân củ cải trắng để có thể sống qua cái mùa đông dài dằng dặc. Vì vậy mà củ cải trắng ở Trung Quốc thì có những cái rất là nhiều cách làm khác nhau, như là hầm, xào, ướp, xào, ướp, trộn. Mùa đông nhiệt độ xuống thấp nhất khoảng dưới 5 độ thì củ cải trắng vẫn có thể để ở ngoài trời, để cất giữ qua mùa đông ở ngoài trời. Bên cái lá bên ngoài khô lại thì có thể giữ nhiệt cho phần bên trong. Củ cải trắng thì không chỉ có những cái thành phần dinh dưỡng như là vitamin và protein phong phú, mà còn có giá trị về dược liệu nhất định. Tục ngữ có nói, cá sinh lửa, thịt sinh đờm, củ cải trắng và đậu phụ thì duy trì sự bình an. Hoàn là lão sư. Tiếp theo, Minh Châu đâu? Dạ. Chu chai zhong de wei sheng shu C he wei sheng shu B dao pa she pa chu. Dai. Su chai. Su. Chu chai zhong de wei ni de wei. Wei sheng shu B he wei sheng shu C he wei sheng shu B dao pa she pa chu. Chu. 在炒素色的时候，如果用色肉蔬菜的时候，
蔬菜的时候数过 用小火炒 维生素只有五分之一。 Đọc chữ nào sai thì phải sửa đi cái đã, cứ đọc cục cuống hay làm cái gì? Dạ. Xin sư, bộ phân chữ y, ờ, số y, cháo, su chai, ý thịnh yào dung quảng hủa. Vitamin C và vitamin B trong rau, sợ nóng, sợ nấu hả thầy? Khi xào rau, nếu xào á, nếu xào với lửa nhỏ, vitamin sẽ tổn thất rất nhiều. Nếu dùng lửa to thì lượng vitamin mất đi chỉ có 1/5. Cho nên xào rau nhất định phải dùng lửa lớn. Ta hủa khoai chảo nâng bảo liệu. Su chai cân tua diễn dạng. Nấu nhanh với lửa lớn có thể giữ được nhiều dinh dưỡng trong rau. Sử trụ niu sâu sư Trung Quốc chọn thủng tờ thai phiến thông qua ta của mân chủ tờ phân sư đang niu sâu trong nà xia rẩn thị nán ý xeo khoa tờ chu chen quẩy cân hảo đi phân thịa chu chen quẩy chen quẩy chu chen quẩy cân hảo đi phân chia tợ phân chia đi cân hảo tợ phân chia cân hảo tợ phân chia sang liễu sâu cân xiang nũng tan sư tuân chủ tờ cua chẳng trung ý xa diễn giảng chẳng phân khuây liễu sâu thủng theo thang liệu năng liệu chung cho chẳng chỉ đa tờ lãng phê chỉ đa tờ lãng phê chỉ đa tờ lãng phê rẫn rẫn thí dễ vũ phá quản chuyển quản chuyển em quên mất cái tiếng này này chi sâu hấp thụ sử trụ nữ râu tờ quê tao sang nũng hương vị bò luộc thơm nồng. Bù lên sư su chai hải sư hải xiang khô sư su lây dài phân rân chén đau chuyên yêu dung sủy chinh xì. Hẳn thua rẫn quay lờ chế duyên dung sử, quảng quảng dung hẳn bà, sử chê trụ, sáng hậu, phản phú, sĩ bù thủng tờ sử thái. Trơ trụng chô phá, bù chính, bù nâng chàng sử thái, sĩ càng chinh. Sĩ càng chinh. Sĩ càng chinh. Phản ở, huy giao sẵn ơ sư, ơ chư hù rãn, quay hai của mình tờ chèn khan, yên sử, chinh sĩ sử trái tờ sử hô, dùng liễu tông tờ, sử, chinh sử sư chư hảo tờ. Hồi nãy quên dịch câu 20 ha. Bất lận, vô lận là rau củ hay là hải sản, hoặc là các loại thịt, đều cần phải rửa với nước sạch trước khi đem nấu. Vì tiết kiệm nước, người ta thường dùng một cái chậu đựng nước, sau đó rửa rất là nhiều thực phẩm không giống nhau, khác nhau.
phương pháp này không những không làm sạch thực phẩm, ngược lại sẽ tạo thành ô nhiễm. Sao nó sao có chữ hai lần ở tại sư khu rãn à? Thành bị ô nhiễm hai lần, tạo thành ô nhiễm lần hai, kiểu vậy. Không phải hai lần mà lần hai. Và ô nhiễm lần hai gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy khi rửa thực phẩm dùng dòng nước chảy là tốt nhất. Tại anh sư si dùng thẩn chia sĩ xí chai dò hai chèn chan dùng chậu đựng nước có hại cho sức khỏe. Dùng chậu đựng nước rửa rau có hại cho sức khỏe. Hải sư 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 khoai chan thiên tờ. Em cứ đọc sai thanh điệu, đọc lúc ta lúc tung thì đọc này thì ai người ta hiểu mình nói cái gì được chứ. Hải em sư, đọc nhiều lần lắm rồi mà không biết tên sao. Dạ. Phải nghe băng và đọc cái kiểu gì chứ em đọc thế thì thanh điệu cứ đọc cứ nhảy lên nhảy xuống cứ chóng mặt lắm, nghe không hiểu nói cái gì luôn. Yeah. Mà khi em đọc mà không đúng thì bản thân em nghe người khác nói em cũng không hiểu tao nói gì. Vì mình trong tư duy mình nó bị sai mà. Nếu muốn nghe nói được cái đầu tiên là mình phải đọc đúng được cái đã. Xong rồi mới tính tiếp được cái chuyện là người ta nói như thế nào. Bây giờ mà đọc cứ sai này thì lúc nghe người ta nói mình cũng không hiểu được gì luôn. Em đọc sai nhiều thanh điệu lắm. Rõ là đọc thanh hai, đọc theo ý của em nó không được đâu. Cha tỉ mỉ cẩn thận vào đọc đi đọc lại nhiều vào cũng không làm được không? Dạ. Dạ, rồi đọc tiếp rồi. Dạ. Hải sư 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 khoai chang thiên tờ chủ chảo. Yào tờ cha chẳng quay lờ bố sang hải sư sư lưu sư sư phình. Khở quay sáng chính tan phả. Chí sư. Chí sư khoai. Khoai chan trung bình bú đâu sư lưu sư sư phình. Dễ dễ dầu ý xưa sư ý sư phình. Dầu ý sư phình. Sư thủ đâu ní chu chai sa la đứng. Ở chà ấu ơ ní y lén. Ní chư y lén. Y lén chư bình bú khuê gây chèn khang đài lại tùa tùa mở ta tờ ín xàng. Ín xàng. Quả mẹn ín xàng. Quả mẹn ín gai lý xinh hứa lẫn chính đi khan đài chinh đi khan đài tờ tờ khan đài sư 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 khoai chan tại quay đạo hứa yến yang trung hứa tờ bình khẩn, bình khẩn, bình khẩn, khoai chan nhé, đọc được. Khoai chan, nhiều thanh điệu thiệt, sai nhiều thanh điệu thật. Trẻ em là nhân vật chính của các cửa hàng thức ăn nhanh kiểu Tây. Có ba mẹ vì không muốn, vì muốn ngăn cản con mình ăn đồ ăn vặt, có thể nói là nghĩ đủ biện pháp. Kỳ thực trong thức ăn nhanh phương Tây không phải đều là đồ ăn vặt, cũng có một số thực phẩm có lợi như là khoai tây nghiền, salad. Hơn nữa thỉnh thoảng ăn một hai lần cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều. Chúng ta nên lý tính và điềm tĩnh thôi thầy, dịch vậy được không? Lý tính và điềm tĩnh được. Xem thức ăn nhanh giúp cân bằng hương vị và dinh dưỡng. Khan tài này là gọi là đối đãi với cả thức ăn nhanh ở trong cái hương vị và cái dinh dưỡng thì sẽ nhận được cái sự cân bằng. Đó là sự A sự sư sư khoai chan khoai chan dễ dò chỉnh khan tờ sư sư em sư sư đi sư sư ở phía tây ấy đọc cái gì nhà sư nán bảy liền lại
Dịch đi. Thức ăn nhanh kiểu Tây cũng có lợi cho sức khỏe. Cũng là cái thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Sữa. Dịch thiếu chữ sữa u. Nói chung bữa nay học kém lắm, em phải học lại đi. Lười học rất là nhiều. Rồi, em mới thầy Nhật ạ. À, chị Mai ơi, Mai ơi. Alo. Dạ, Mai ơi. Alo. Dạ. Ui. Dạ. Mai ơi, mình đọc Mai dịch nhá. Xong ta. Vâng. Mình đọc Mai dịch nhá. Thầy nhá. Vâng. 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 À, đọc từng câu một nhá Mai nhá. Vâng. Châu tô phu sư trinh cua pha treo hâu diểu thưa su chi quê tợ xảo khoai tàu phu quấn chợ châu chư chợ xiang. Ok thầy. Đậu phụ thối thì cái gì đây, cho phụ đồ trình của pha xem không. Đậu phụ thối sau khi sau quá trình trải qua lên men thì có một cái thì đã có một cái thanh đậu nhỏ với mùi vị rất là đặc biệt, khi ngửi thì thối nhưng mà ăn thì rất là thơm. Vâng. Xua chỉ châu tâu phu tợ chiếu lái hái diệu chưa mơ ý toan choán xua truy xua trinh cháo khang si ba nén. Khang si ba nén là ông này là lên ngôi 1661, mà ba nén đây là tức là 1670 đến năm nay là 352 năm rồi đấy thầy giáo ạ. Vâng. Khang Hy này. Vâng. Truy xua trinh cháo trinh cháo khang si ba nén. An huy diệu cưa mính treo quáng chi hứa tợ tú su rấn nái trinh khảo sư bu sinh mấy diệu khảo trung sân sang tai tợ chén ỉ ỉ hoa duyến 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 bằng duyến quán quán bằng ỉ hoa quán ú phả phản xiang quán chia duyến ỉ chua tàu phu quây sân quán chi hứa dịa huy chưa mấn chậu su vâng chậu chậu y chứ chậu y chậu y chậu y chậu y chậu y dưới sư quây chân câu huế che lu phây tha chiêu trai bảy trinh chu là xe lái chua chỉ là mãi tàu phu tợ xẻo mãi tàu phu mai vâng mai vâng mai tàu phu tợ xẻo mai mai mãi mai mãi cháo mãi mai cháo mãi mai vâng cháo mãi mai cháo mãi mai. Chị Mai dịch đi ạ. Thầy đọc nốt đi thầy, còn một câu nữa hết đoạn thầy đọc nốt đi. Vâng. Tha mấy thiên cháo chảo chiêu chỉ lái chư chua tàu phu rán hâu theo chợ tàu phu chậu chia choan choan xiang treo treo mai tan sân y chủng sư hẳn trinh tan chín chín nâng câu chư bảo tu trự. Khi mà nói về nguồn gốc của đậu phụ thối thì còn có một cái truyền thuyết, đoạn truyền thuyết như sau. Được biết vào năm thứ 8 Khang Hy trị vì đất nước thời nhà Thanh à thầy, cái đoạn này dịch đồ, nghĩa tức là thế này. Vâng, tức là Khang Hy đời vua Khang Hy năm thứ 8 triều đại nhà Thanh ấy. Vâng. Đúng rồi. Đời vua Khang Hy năm thứ 8 triều đại nhà Thanh. Vâng. Thì tỉnh An Huy có một người tên là Vương Chí Hòa, có một trí thức tên là tỉnh An Huy có một trí thức tên là Vương Chí Hòa đến Bắc Kinh để đi thi. Không may Mai ơi, là Mai... May dạ. Cái chỗ là tú su rấn này có nghĩa là học trò đấy ạ. À?
là người nho, là nho sinh đấy ạ, bằng tú su rấn đấy, lái trinh khảo sư đi này, tức là người học trò đến kinh thành để mà thi đấy ạ. Vâng, học trò. Thì ở tỉnh An Huy có một học trò tên là Vương Chí Hòa đến Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh để thôi. Đến Kinh Thành để thi và. Đến Kinh Thành để thi, không may thì không thi được, không thi đỗ. Tiền mang theo người thì đã tiêu hết rồi, không có cách nào trở về quê hương. Quán cha Vương gia, gia đình họ Vương thì vốn mưu sinh bằng nghề làm đậu phụ. Vương Chí Hòa cũng biết cái nghề thủ công này. Vì vậy mà để kiếm đủ tiền lộ phí về nhà, ông ấy đã ở lại Bắc Kinh. Ông ấy đã ở lại Bắc Kinh làm cái việc buôn bán đậu phụ. Mỗi ngày ông ấy đều dậy rất là sớm để làm đậu phụ. Sau đó thì gánh đậu phụ đi khắp hang cùng ngõ hẻm để giao hàng. Giao bán. Mặc dù là cái buôn bán chỉ là thu nhập thấp, nhưng mà chỉ có để đủ để no cái bụng. Nhưng mà cũng có thể là no được cái bụng đấy. Vâng, hiểu. Vâng, hiểu ý sư. Tha chua tợ tâu phu sân, sân là bù xảo. Tha xưa bù tứa tảo teo. Bù tứa tảo teo. Xưa chứ nhỉ thầy. Sửa. Tha xưa chứ thầy. Tha xưa. Tha xưa bù tứa. Cái này là phải đọc là sửa. Có bài hát là uống sửa bù tứa lý khai nỉ đấy. Anh không nỡ rồi. Vâng. Tha, vâng. Tha sửa bù tứa tảo teo. Yêu pa tâu phu phang chịu là huy bèn hoài. Chiêu trai tâu phu sang xa là ý xe gián. Phang trai quan trự lý. Chuẩn phang chỉ lái. Cua là ý toàn sứ chen. Tha chủy chu ý khan. Ta chư y trinh. Y trinh. Ta chư ý trinh. Ta chư ý trinh. Chị dịch đi ạ. À vâng. Được, đoạn 1 để cho các bạn còn theo dõi ạ. Vâng. Vâng. Có một lần những cái đậu phụ mà ông ấy làm thì thừa không ít. Ông ấy không nỡ vứt đi, lại sợ đậu phụ để lâu thì sẽ hỏng. Thì liền là rắc một ít muối vào đậu phụ, để ở trong vại sứ, để bảo quản ở trong vại sứ. Trải qua một thời gian thì ông ấy mở ra xem, thì rất là ngạc nhiên. Vốn dĩ cái đậu phụ đậu nguyên lái đậu phụ thì đã thay chưa đọc đến chỗ đấy chị ạ. Và nguyên lái tâu phụ biến chứng là huy lý xưa ở chỉ pha chu y củ chí thưa tợ huy tao tha ta tan tợ tráng lợi tráng và tha tan và tha ta tan tha ta tản tợ tráng tha ta tản tợ tráng lợi tráng huy tao xen mẩy ở cửa khẩu ở cửa khẩu chưa cửa chân sử tha y sản phú tao chú sư tha an trao chưa chủng phang phang phả chứ chua tâu phu binh cậy chưa chủng tâu phu chỉ minh quế châu tâu phu chưa ý xin chán phỉn y chin du trả du sư trảng chiêu sân sâu khu khưa hoàn dính hoàn dính cung phú cung pu in chiếu
Quảng chư hứa tợ châu tâu phu sân y chua duê duê chua duê hảo chúng sử châu tâu phu tợ châu mình bèn chuán hai là hóa ra là đậu phụ đã biến thành đậu phụ đã trở đã có cái đã biến màu sắc thành màu xanh xám, hơn nữa thì còn có một cái mùi hương rất là đặc biệt. Ông ấy mạnh dạn nếm một chút hương mùi vị thì tươi. Đấy, Mai ơi, Mai cái chữ chín dạ. Thưa này thì có thể dịch là cái mùi vị rất là đặc thù hoặc là mùi vị rất riêng chứ không phải là đặc biệt ạ, tức là mùi vị nó riêng có cho nó chứ đặc biệt thế này khác ạ. Và mùi vị rất riêng hoặc là mùi vị rất là đặc thù và hơn nữa thì còn bốc ra một cái mùi vị rất là đặc biệt rất đặc riêng thù. Ông ấy mạnh dạn nếm một chút hương vị thì tươi ngon hương vị thì tươi và ngon chưa cửa chân sự điều này thật là khiến ông ấy bất ngờ. Vì vậy mà ông ấy đã sử dụng cách làm này để tạo ra đậu phụ. Hơn nữa còn đặt cho Mai, cái đậu phụ lại đặt cho cái Mai, đậu phụ này tên là đậu Mai thối. Dịch, dạ. Mai dịch quý sư là cứ Mai hay dịch không đứng lắm. Thế là chứ. Và thế nào? Quý sư là thế là chứ ạ? Phóng thầy giáo nhỉ? Cho nên thế là vì thế cũng tương tự cho nên thầy. Vì thế cho nên bà bởi vậy cho nên vì thế mà. Cho nên thầy là thầy văn phong văn học vì thế em thì em văn phong nói nó nghĩa nó tương tự nhưng mà thầy chỉnh chu hơn vì thế mà ông đã theo cái cách làm này để tạo đậu phụ. Hơn nữa còn đặt cho cái loại đậu phụ này là đậu phụ, cái tên là đậu phụ thối. Thầy đọc hết chưa nhỉ? Chưa, xin mặt hàng mới, cái sản phẩm mới này khi mà gia nhập thị trường thì đã được khách hàng nồng nhiệt chào đón. Cung thì không đủ cầu. Việc buôn bán đậu phụ thối của Vương Chí Hòa thì càng ngày càng tốt. Vì vậy mà cái tên thối của đậu phụ thối này thì lại càng mở rộng ra. Hay là cái nhãn hiệu Châu Mính. Đúng rồi. Đậu phụ thối. Châu Mính là cái nhãn hiệu đậu phụ thối thì càng ngày càng được mở rộng ra. Được mở rộng ra. Bằng cân truy sang huấn khứ ý chư tao quảng chư quảng chư hứa lái trinh sư chẳng. Theo như đoạn văn ở trên thì có thể biết là Vương Chí Hòa đến kinh Vương Chí Hòa đến kinh là muốn tham gia kỳ thi tham gia khảo sự. Vâng. Quảng chư hứa quay sầm mơ chua chỉ là mai tâu phu tạ sưng y. Vương Chí Hòa tại sao lại muốn buôn bán đậu phụ? Lại bắt đầu buôn bán đậu phụ. Vâng. Quảng tán tư đi. Vâng. Tán tư đi yêu chuan chán khuấy cha là muốn kiếm tiền để về nhà. Quảng chư hứa sư chẩn mơ pha mính châu tâu phu tạ. Vương Chí Hòa tại sao lại phát minh ra đậu phụ thối? Tại sao lại nghĩ ra đậu phụ thối? Tan Sư Bi, EY pha mính là một cái phát minh bất ngờ. Ngoài ý muốn. Thầy giáo ơi, đố thầy giáo Thọ là liệu cái ông này thì cái khóa sau còn thi nữa không? Hay là ông đi kinh doanh đậu phụ thối luôn à? Chắc là phải đi thi chứ. Cái này không ăn thua bởi vì là dễ bị mất bản quyền lắm, cách làm đơn giản thì là rắc muối lên là được mà. Vâng. Vâng. Bắt đầu đi thi thôi, sang bài mới nha. Vâng, thầy đọc tiếp. Trung Quốc ẩn sử
trung sư quay thầy bằng ở thầy tuệ ơi thầy nhật ơi đã thầy đọc xong thầy dịch đấy nhưng hôm nay em không có tâm trạng để thôi thì dịch lốt bài này đi đang xong ca đang hay rồi dịch lốt đi em dịch đang chuẩn bị đồ để đi em không có tâm trạng đấy luôn thôi dịch lốt đi và nha Trung Quốc bằng Trung Quốc ẩm thực trung sư quay ở Tây Phương sư y chủng lý sinh bằng lý sinh ẩm thực quan niệm bù luận sư u tợ xưa xiang quay xính rú hứa xính rú hứa chính giảng ý tinh giao tứa ta bảo chân cái ẩm thực của Trung Quốc ẩm thực của Trung Quốc rất là coi trọng mùi vị hơn nữa thì tuy nhiên thì của phương Tây thì lại là một là cái quan niệm ẩm thực một cách lý tính lý trí bất luận là màu sắc hương vị màu sắc mùi hương hương vị hình thức của食物là của thức ăn thì như thế nào thì chất dinh dưỡng nhất định phải được đảm bảo. Xi phang rấn cân quan xin chư chỉ y thiên giao huo chủy tua xảo rưa leng quấy sân su quấy sân su tan bãi chư tẩng tan bãi chư tẩng quân thí chỉ sử khẩu khẩu quay khẩu quay chen pian ý lui giả ý tinh giao chư xa truy in quay giảo dính giảng trai an sứ an xí sang an xí sang gian vàng vàng gian xí sang có ý chẳng chiêu trang truy chẳng chiêu dung leo chẳng chiêu phú u chẳng chiêu sứ trái xính xưa phang men tợ ta phây cửa bù quản trận mơ háo húa cao tang háo hóa thầy háo hóa cao tang bằng sang trọng ấy háo hóa cao tang chúng lua san chi san bằng lua san sư chúng lua bằng chúng lua san sư tao níu duệ níu duệ níu ở thầy níu vàng níu bằng níu duệ níu duệ níu phái tâu chữ diệu y chủng quay tao thôi đến đây thôi. Ok. Người phương Tây thì lại càng quan tâm đến mỗi ngày quan tâm đến việc bản thân mình mỗi ngày có được quan tâm đến cái vấn đề mà bản thân mình mỗi ngày có được bao nhiêu calo, vitamin và protein. Chí sử mặc dù là khẩu vị thì nghìn lần như một cũng nhất định phải ăn được những cũng nhất định phải ăn bởi vì là có dinh dưỡng trên bàn tiệc thì có thể coi trọng dụng cụ ăn thực phẩm dung leo là cái thực phẩm cái chế biến đúng không? Cái gì nhỉ? Cái ý leo. Cái gì chế biến nhỉ? Đồ ăn cũng được. Dạ. Dụng liệu tức là những cái đồ dụng liệu là cái là trái leo ấy, kiểu là dùng thật trái leo ấy. Cái vật liệu để tạo ra đồ ăn ấy. Thì trên bàn tiệc thì có thể coi trọng dụng cụ ăn này, đồ ăn này, cách phục vụ này, và hình thức món ăn này, sự phối hợp về phương diện màu sắc này. Tuy nhiên thì nguyên liệu cũng được. Vâng, nguyên liệu làm đồ ăn đấy. Tuy. Vâng.
Tuy nhiên thì bất kể là sang trọng hào, bất kể là xa hoa lộng lẫy như thế nào, thì cũng từ Los Angeles đến New York, cái gì đấy, nỉ, nỉu Thái là cái gì Tết. đấy, nỉu Thái là gì thế? Bít tết thì chỉ có một loại hương vị. Bằng chua quấy chả giáo chi chiêu sư chi nếu phái chiêu sư nếu phái chiêu sư diệu ta phê giả sư trai phán trung chim xính tợ y phán phan sư giáng Phả phái sư giảng phái. phá sư chi nhỉ bằng Phả sư bằng giảng phá phái. sư phá sư giảng phái ý biên phang thủ tâu lý bằng thủ tâu lý tháng bên bãi bãi khoai giáng phái linh ý biên bay chủ trinh trinh tâu cha chỉ phiên si hùng sư chiêu khứ ý là xưa xưa trải san tôi vĩ xen mính tan trai quay tao sang cơ chủng Yuan leo hu bú xiang can hu bú theo hứa cơ sư cơ tợ quay chén tan mính là Tại đâu như thế nhỉ? Chủ ấy trái trái giáo đúng không? đóng vai trò là món ăn. Làm món ăn. Làm món ăn thì thịt gà là thịt gà, bít tết chính là bít tết, chính là có sự phối hợp, cũng là được cũng thường cũng được đặt ở trong đĩa, cũng được tiến hành ở trên đĩa. Một đĩa cái gì đây? Đĩa sườn cừu kiểu Pháp đúng không thầy? Một đĩa Đúng rồi. sườn cừu kiểu Pháp thì một bên sẽ đặt sẽ phết khoai tây, bên kia thì sẽ bày sườn cừu, một mặt khác thì lại phối hợp với đậu phụ Hà Lan, lại đặt thêm một vài miếng cà chua là được rồi. Về màu sắc thì đối lập, về màu sắc thì tương phản, màu sắc thì tương tương tươi sáng. Tuy nhiên thì về hương vị thì mỗi cái loại nguyên liệu thì đều không có liên quan với nhau. Khổ khéo khứa không Phối hợp với nhau. điều nhau, không điều điều hòa với không điều hòa cho nhau. Mỗi cái cơ sự cơ tở, mỗi cái đều có vị riêng. Chẻn tan mình là đơn giản, Rõ ràng. rất là rõ ràng. Bằng Trung Quốc sư hẳn trung sư trư tạ miến chú. Miến ý sứ quấy thèn. Chúng chưa truy số ủy chiêu khứ ỷ khan chu của rấn tợ trung của rấn tuy chư tợ trung sư chứng tu chú của y chủng quấn hoa bả chư khan chứng ti y quay tợ sư nam mơ chiêu huy chu sen lén chủng sen xiang y phang men huy bả chư chủng chư tợ cung nấng pha huy pha huy vâng pha huy tao tỉnh phân pu chỉnh quấy trí quấy chứ sân chuẩn vâng sân chuẩn hái ly dung vâng hái ly dung tha bảo chữ chen khang linh y phang men tôi chư tôi chư tợ cua phân trung sư huy chu sử rấn Chú sử. Chú sử. bằng à chú sử bằng quay chú sử rấn bố toàn tạ chuẩn chiếu Truy chiếu. bảy Truy truy chiếu bằng mấy bằng truy chiếu bằng truy chiếu mày quay truy chiếu mày quay thấy truy cứu đấy sao lại đọc nhầm cái chữ này nhỉ truy cứu bằng truy cứu rồi ạ À, người Trung à,
Mín Chú, Trung Quốc là một cái dân tộc rất là coi trọng việc ăn. Con người lấy thức ăn làm đầu. Chỉ có đọc các phần miệng được, dân dính thực quy thiên. Con người lấy thức ăn làm đầu. Từ cái câu tục ngữ này có thể thấy người Trung Quốc rất là coi trọng với rất là coi trọng đối với việc ăn uống. Nếu như có rú của y trùng vấn khoa và chưa khan chấm tí quay thật sự, nếu như mà có một cái loại văn hóa mà rú của y trùng vấn khoa và chưa khan chấm tí quay thật sự, mà cái việc ăn uống được coi lên là việc đầu tiên, được xem là việc đầu tiên, như vậy thì sẽ xuất hiện hai hiện tượng ý phang men. Một mặt là sẽ sẽ đem cái chức năng của việc ăn, cái chức năng của việc ăn uống này hàng đầu. Coi lên hàng đầu, không chỉ là duy trì sự tồn tại mà còn sử dụng nó để giữ gìn sức khỏe, tồn tại mà còn sử dụng nó để giữ gìn sức khỏe. Một mặt khác thì cái sự coi trọng quá mức đối với việc ăn uống thì sẽ thúc giục mọi người không ngừng tìm kiếm những món ăn ngon. Thầy Nhật đọc tiếp ạ. Thầy Nhật đâu mất rồi? Chưa vào thầy ạ. Thầy đọc thôi đấy thì. Vâng, chung. Cả nhà nghe. Vâng. Cả nhà nghe thấy chưa ạ? Rồi, nghe rõ rồi ạ. Vâng. Chờ mãi giọng thầy luôn ấy. Vâng, Trung Quốc rấn quay mày quay tợ chơi chiếu tá tao là trí cao tại chấm tu chiêu lén Trung Quốc rấn tao cố quay chua sân y dở tráng dẻo rấn ỉ khai tràn quản quấy dê tan ủa mân tợ hẳn tua chuyến thủng sứ phỉn tâu giao trinh tua không phải chuyến thủng chuyến thủng sứ phỉn chuyến thủng sứ phỉn tâu giao trinh cua diếu trá bằng diếu trá cua tráng sứ chiên tợ quấn hỏa tuân chủ trai giáo tợ dính dẻng chấn phân sâu tao là phua hoai tang của mân tuy mày quay cua phân truy chiếu tha bà tha chua quấy tị giao chiếu chứ quả mân quảng quảng huy hu sư tuy sư u truy cân bản tợ dính dạng giao chiếu giao chiếu bằng giao chiếu. Người Trung Quốc thì đã đạt đến một trình độ rất là cao đối với cái việc mà về việc truy chiếu đây là gì thầy? Theo đuổi. Dịch nha. Theo đuổi những cái món ăn ngon. Thậm chí người Trung Quốc khi mà đến nước ngoài buôn làm ăn buôn bán thì cũng thường xuyên có người lập nghiệp bằng cách mở cửa hàng ăn. Tuy nhiên rất là nhiều món ăn truyền thống của chúng ta đều trải qua cái quá trình là chiên dầu hoặc là hầm trên ngọn lửa nhỏ trong một thời gian dài. Cái thành phần dinh dưỡng của món ăn thì bị mất đi. Khi mà chúng ta đặt ra yêu cầu quá cao đối với các món ăn ăn ngon ấy, thì chúng ta bả tha khiến nó trở thành cái yêu cầu đầu tiên, thì chúng ta thường xuyên sẽ bỏ qua cái yêu cầu về chất dinh dưỡng
chúng ta thường xuyên sẽ không chú ý đến những cái yêu cầu về chất dinh dưỡng cơ bản, căn bản nhất của đồ ăn. Bằng chua chữa rân quấy Trung Quốc tạ ẩn sứ quấn hoa cân chơi chiếu sớm ớt. Tác giả cho rằng cái văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc thì lại chơi chiếu. Theo đuổi cái điều gì? Đa tá ăn sư đi, quay tàu là hương vị. Cân truy sang quấn, si phang rấn, chư phan sứ, cân trung sư sở mức. Theo như đoạn văn trên thì người phương Tây khi mà ăn đồ ăn thì càng coi trọng điều gì? Dung chan hoàn chinh, sứ u ảnh dẫn. Bi. Sự trái chư liệu, sử dụng bi. Dinh dưỡng của sứ u ảnh dẫn là dinh dưỡng của đồ ăn. Sang quấn chủ giao giảng, giảng, giảng tạ sư. Bài văn chủ yếu nói đến điều gì? Đáp án B, trung ngoại sứ trái tờ tùy bị là sự đối lập giữa món ăn, đồ ăn của Trung Quốc và nước ngoài. C, trung ngoại bất đồng tờ ẩn sứ quan niệm. C ở đây. Trung ngoại bất đồng tờ ẩn sứ quan niệm. Ừ, không phải đối thủ, là quan niệm. Quan niệm là có chủ quan và có khách quan. Sư xả là 29 ạ. Tiếp thầy. Giáo chữ chủ dự chủ chủ số à. Chủ số hậu giao ơ sơ mất. Trưng chân rửa chư trái hảo. Bánh há cảo khi mà nấu chín, bánh há cảo sau khi nấu chín thì cần phải nhân lúc nóng ăn thì mới tốt. Bằng sân dê tạ hán phân xiang tao chữ pan tạ yến lái ở đây. Chơi lái. Chơi lái. Thổi ạ. Hán phong là gió lạnh à? Gió lạnh hán phong. Đông thì giống như là hán phong thâm diệp thổi gió lạnh vào đêm đông thổi thì thổi đến thì giống như là một tao chữ là cái gì này, giống như là con dao à, sắc như dao gió lạnh vào đêm đông thổi đến thì sắc như là dao. Của ý chín bằng của ý chín mẫn chiêu quấn tao y y gì thành nhỉ, y sao mà y củ ý tạ xem quay mà tôi vừa vào đến cổng thì liền ngửi thấy cái hương vị cái mùi hương bay vào mũi. Chúng là đập vào mũi, bay vào mũi thì hợp hơn. 22 nè, có cái khẩu vị, đặc sắc, sơ trải, tráng niên, chân. Mai nào, làm từ bài văn đó, nói ra là được. Thôi thầy ơi, bây giờ em không còn tư tưởng đâu, thôi em xin phép thoát đây. Hôm nay thật sự là không có tư tưởng học. Thầy Nhật. Thầy nhau em xin phép thoát đây, thầy Nhật, thầy làm nốt đi thầy. Em chuẩn bị đồ đấy, em muộn lắm rồi. Thầy ơi, thầy Nhật làm nốt đi nhá. Em đi đây. Nhật ơi. Thầy Nhật thầy đi ngủ rồi ạ. Mình làm một bài văn chẳng hạn thế. Tôi chỉ khoan Trung Quốc chai tờ quay tạo. Trung Quốc chai cần thưa sửa. Chai chua chữ sang là vẫn phải tờ cần hoang chai. Sưa chai cần phong phủ. Mấy sự chơi Trung Quốc chạy, ta mình đâu chẳng nhận đạo cha xiang. Chính thêm chân chơi cái chi hội, tôi chính thì mình đi chỉ chơi phan tiện chơi ý tuần Trung Quốc chạy. Chân tranh thủ, nhân dịp.
Đó. Thế thôi, mình làm câu đơn giản vậy thôi. Vâng, thế thì nội dung chúng ta kết thúc tại đây ạ. Hoàn An, ta chào Hoàn An. Tấn Hoàn ạ. Chào chị em. Ở nhà nghỉ ạ. Tài ơi, đi đâu lâu lắm không học Tài ơi.